Hello mọi người, xin chào mọi người nha. Mình là Itamanet đây. Đây là 12 giờ trưa nha. Hai anh em đang leo lấy lan nha. Mình không quay được cái lan bên thằng em kia chặt nha. Mùa này quá heo năng gắt. Đây, cái lan bên mình thôi. Cả nhà. Đây, quay gần luôn. Đây là mật hoa của nó nha. Cả nhà. Đây, nó đây. Mà mùa mưa chắc nó cũng 4-5 lá đấy. Mùa này thì héo còn mỗi 2 lá với đột hoa. Cây trên thì không biết con gì nó đói khát, nó ăn mé rồi. Đây, còn bên cạnh này nữa. Đây, một cây. Cây kia nữa. Đâu rồi nó, đâu. Đó, Mitsubishi. Giờ mình sẽ tạm ngừng leo ở trên này nha, cả nhà nha. Trên còn một cây nữa. Được. Đây mọi người, mình đã leo tới đoạn trên này. Cây này, cây nhỏ là ba lá với lá khô nha. Cây to thì một lá đọt với một lá kia nó rơi rồi. Với cái quá ảo kết quả. Lên tới đỉnh này là sắp chết queo rồi cả nhà. Đây. Chưa có khăn thoải mái tới khẩn như này nữa cả vẫn nghiêng đây trên đỉnh mình lại có cây bên kia nữa. Wow, trời nắng quá, lát mình chặt thôi, cái đó mình không dám tới đâu nha cả nhà nha, chặt lấy thôi. Lại mình tạm ngừng tiếp nha, xuống phần kia mình lại quay hai cây bên kia cho nó gần anh em, không là mình sẽ xuống dưới mình review. Đó, ai bảo lan rừng vẫn luôn là xanh hoặc là thiếu lá thiếu gì đây, như thế này đây, ở trên rừng luôn, trên cây luôn, thấy chưa? Tay con này to thì bằng ngón tay này, mà giờ chỉ còn mỗi có một lá với một lá đọt thành một lá rưỡi. Đó, chết queo rồi. Đẹp thật nhưng mà tội lá nó thiếu. Chào cả nhà nhá. Đây là thành quả nha mọi người nhá. Ôi, mắc hết. Ôi, gáy cái kia kia, phun ha. Cái bên này này. Bó, cái le đang đang mắc nó đây. Ồ, giờ ra rồi, ra rồi, ra rồi. Chậu phải đưa xuống xoay bên này nữa. Mắn mắc cây trúc bên này này, hết hết rồi. Ôi, còn mắc mắc cành khô này nữa. Lấy chân đạp xuống. Ôi từ từ mất hắc rồi. Ôi trời ơi. Đi hết mẹ em làn nhỏ bé, từ từ. Ồ, còn cái này làm sao? Hả? Nè. Từ từ. Ôi từ từ nè, ôi lại vội gì bố. Vội thằng lạc chú. Đấy nè. Ủa, thắc mắc lại. Tô cặp mư hẳn tay lá tô. À. Đấy, nhanh. Nó véo vào léo. Ôi. Còn gì nữa? Một cây ra đi rồi đấy. Leo một cây đây cả nhà nhá. Đặt từ từ thôi, tình cảm. Đang tháo ra. Rất là đẹp nhá cả nhà nhá. Này, thấy chưa? Anh nói rồi mà, cái này. Xem đấy cái này. Lần sau là phát luôn. Này. Hết bớt đọt làm gì còn đọt nữa. Cái này đâu
มีดอกบ่ใช่มีหลายนี่แล้วมีก็แม่นบ่หอยใหม่ต่างมีแต่หอยใหม่ขาว ได้กันยาเนี่ยต้องให้เจอไอ้ไหนพี่จะแดมได้ลำอยู่กันไหน แต่ละ bao rồi từ từ cẩn thận thôi bay hết hai cây rồi cả nhà ơi một cây nhá hai cây này ba cây này bốn cây năm cây này sáu cây cho này hai cây ở một chỗ sáu cây ba cây này tám cây này chín cây 10 cây 11 nhá 2 13 14 cây 15 cây nhưng mà bị hư hết 3 cây rồi. Cái nhỏ bừng hẳn rồi. Em bê khúc đó nha. Đây. Sang đây tập kết nhá cả nhà nhá. Đây. Có khô cạn hết đốt phát là cháy nhưng mà mình người đi trên lan không thể đốt được đốt còn gì lan nữa đây thành quả đây đây nha anh em đây công sức leo trèo này giờ đất xuống dưới bị cháy mà đây mật hoa của nó đây và cái ngày ngày Valentine của Y Tịu đây chặt xuống là gãy hết cái lan hai cây ngày Valentine là hôm nay không may mắn cho đàn ông chỉ may mắn cho phụ nữ thôi này. Lấy về chơi thôi cái này lấy về tặng người ta chơi thôi ngon lành đấy. Đó, cái kia nữa. Mấy cái nhỏ nhỏ nữa nhá, cả nhà nhá. Đây. Cái này hồi nãy hai cái mà. Ủa đâu. Một cái lan luôn. Tím đẹp luôn. Siêu tím siêu đẹp nhá. Cả nhà nhá, đây. Càng nhỏ càng tím càng đẹp. Lớn hết luôn rồi. Hai thằng lan bị hườn. Một một càng làm gì mà về anh xem đây thành quả ngày Valentine đây cả nhà đây đây một em đẹp nhá đây hai ngón cái ba lá cái này đây nữa nhá. Đó. Cái này nữa quá ok này đây này. Chút chả phê, bà phê. Chào cả nhà nha, vậy thôi nha.